Nãy thấy mấy cá chẽm lội đây anh em, thả không có mồi gì bắt nha, thả xuống thử coi nó có lưỡng không. Hãy kéo con cốc lên anh em, kéo con cốc lên nó theo nó ăn, nó vờn con cốc. Dính liền luôn, dính dính cá chẽm anh em ơi. Hôm nay nãy giờ còn bự rồi. Trời ơi con cá. Ôi giời. Không biết phải cá nó gì, cá nâu. Ừ, thì cá nâu á. Em cũng giật chín con nè. Mới giật chín. Thằng gì nè, thấy không? Chìm đấy là lụm à. Rồi, rất cảm ơn mọi người và anh em cùng thủ nha. Mới ra tới điểm câu anh em. Đây thì để với nút rồi. Đây thì mua số lượng hào tăng lên anh em. Đây, mua hai rổ đầy luôn đây. Hôm qua câu mà hao mồi quá anh em. Không ra cá mà nó hao mồi. Nên hôm nay mua nhiều nhiều để thủ anh em. Thì hôm nay nước cũng giảm chảy nhẹ anh em. Không biết hôm nay thì như thế nào. Hy vọng hôm nay có nhiều khu rô là nhiều cá quay cho anh em coi. Anh em coi video thấy hay hấp dẫn cho mình xin lái luôn đăng ký hùng nha anh em. Bây giờ thì nhà ra càng chiến thôi. Ngồi ở đây thả tí rồi có gì không. Nhiều cái này câu hào này có là nó ăn này nè. Còn không có thì mình lại chạy chỗ khác thôi. Thôi bây giờ để tranh thủ ra càng chiến thôi nha anh em. Số con mồi đầu tiên nha anh em. Chở lên cái nó chập chạy. Có nhớ, có nhớ. Dạ. Có nhớ. Nhớt nha anh em.
còn nữa nha anh em. Chơi lẹo với nó luôn. Trời. Trời ơi. Ôi 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 ôi. Chút xíu nó đi cả chì lẫn chài luôn rồi. Chưa ra con nào hết. Chút xíu nó vớt luôn vợt, vớt luôn cá luôn rồi. Dạ không. Phải dính cho anh mới sảy mà. Lên này, lên này. Lên này. Mới sảy mà. Không có cá bự thì làm cá nhỏ thôi. Tốt. Công dây gì vậy ta? Đi ra đây. Rồi.
trời. Ra ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, dướng dây gì nữa, dướng lên bờ luôn chứ dướng gì nữa anh em. Ký mấy anh em, hơn hơn trong cái rủi nó có cái mây, nãy mới sảy một con rồi anh em, giờ không thể sảy được nữa. Ký mấy anh em, dây trong kia xuyên vô đây rồi, cá đầu hay cá ốc rồi. Ngay mà bạn tình ơi, khu này có ốc nó không bự anh em ơi, ốc nhỏ nhỏ cái này không, chích cá này chích cũng nhất lắm anh em. Chích nhất còn nhớt nữa. Cho nó về với tự nhiên đi cho lớn. Dướng gì nhán người ta, dướng gì nhán ngoài vậy trời, nó có cụm dây gì ở đây vậy ta, nữa có cộng nào nó ngang qua đây đâu chạy. Gần lên tới rồi. Nhướng dây hoài vậy ta, con nó nha anh em, ba bốn lạng nãy thấy mấy cá chẽm lội đây anh em, thả không có mồi gì bắt nha, thả xuống thử coi nó có lưỡng không.
Để kéo con cốc lên anh em, kéo con cốc lên nó theo nó ăn nó quần con cốc. Dính liền luôn, dính liền luôn, trời trời ơi, hết hồn chưa bà già. Thả chơi làm thiệt ta, Santo luôn, Santo luôn. Thả xuống chụp liền trời. Rồi, phình bụng. Phình bụng, phình bụng ơi. Santo. Trời ơi, ơi, ơi. Còn mấy con nữa anh ơi. Còn mấy con nữa. Nó lội tá lá luôn. Trời, nói giỡn làm thiệt ta. Thả thử ai nghe dính thiệt nè. Tới dữ lên em. Có cá nấu lẩu anh em ơi. Trời, vừa thả chụp luôn trời. Làm rung có làm mình quýu ta. Ký mấy à anh? Con kia gà, con đi chung với nó mới bự. Chép lá à. Trời. Tiếp 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 tiếp. Bắt nha tiếp. Em mới bắt con nha nữa nè. Kết quả sao đây? Trời, vừa vô cái nó chụp luôn trời. Đâu mà đã dữ ghê. Dính nữa. Một con nữa anh em. Mấy con nó quần theo luôn. Ui. Còn mấy con nữa. Rồi. Bắt cho hết bầy luôn cho rồi. Còn quần heo hả? Con nữa anh em. Trời. Trời, nó quần theo mấy con nữa anh em. Thôi 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 thôi. Này chụm lá, con này nhỏ hơn con hồi nãy nữa. Trời. Ta giỡn, ta giỡn ăn thiệt ta. Nên em con nữa anh em, con này nhỏ rồi, con này mấy tạng rồi. Tiếp tục bắt nhà tiếp. Tiếp nha anh em. Mới bắt được con nữa nè. Còn mấy con nữa ta. Ôi xừ hết cước rồi. Từ 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 từ. Tóm lại cái anh em ơi. Hán cá lội mà không câu thì mấy con cá nó kêu mình không biết câu anh em. À biết móc đại ở đây thì nó ăn thì mình dứt thôi. Không có tôm thì mình bắt cua. Cứ thả đại này nè, rớt cằn là lụm thôi. Hai con rồi, còn mấy con nữa anh em, lội quá trời lội. Dính dính cái trẻ anh em ơi. Hôm nay nãy giờ còn bự rồi.
Trời ơi con cá. Ôi giời. Rồi xong. Santo cái mắt tiêu luôn. Trời ơi con cá. Ôi giời. Rồi xong. Santo cái mắt tiêu luôn. Quái này chứ. Tiếc vậy. Vậy giờ nó xảy cái cừ mới sáng xảy con kia được. Con này ăn khô gì đâu, này con này nhỏ xíu xíu kéo cái nổi đâu nè. Kéo luôn nè. Rồi dính bên đây rồi. Con xíu xíu thôi. Hai ba lạng. Nhẹ hiệu rồi. Chạy lên. Sao hai ba lạng nữa. Có lớn đâu. Trời ơi, hai ba lạng nữa, bảy năm lạng, hai ba lạng nữa. Ơi sức. Vậy bữa qua nó rình cả chẽm tiếp. Rình nữa. Chạy sức nổi. Rình nó gò găng hả? Dạ. Bên mới cầu ra bên nó đậu ok không? Sâu không? Bến nào anh? Cái không, em cũng không biết nữa. Mày bữa con nữa về đội. Nghe không? Cá trắng phiếu luôn. Rồi sức luôn, hay quá. Hên quá. Mày sao dính tá nã luôn rồi. Trời, nó xiên qua cái thịt nó luôn trời. Hay với ta ha. Em đánh đặt hướng nó, em đâu câu trong đó đâu, câu ngoài đây thấy không? Đặt hướng nó. Đánh đặt hướng cá nóc. Ừ cá hường. Cá hường. Đồ hút lên cái cá ngon hơn gà. Đó lên đây câu rồi đại ca. Cá đừng xâm thầm mà sâu vào hào quá đại ca. Cá câu sống này đại ca. Dây be mà dây be câu vậy thì không được, không được hả? Không. Nó cháy phèn các bạn. Dạ, cái đó là dây siêu bền mà. Nó có nhiều tiền đâu anh. Kêu mấy trăm đồng mét mà. Tùy loại anh, có loại rẻ rồi à. Mấy chục ngàn cuộn. Nó như cọc tóc mà tính mét thì biết cỡ nào rồi. Má một ký như mấy triệu. Đây nè. Cá bầy ngay đây rồi anh ơi. Ngồi vào đây thôi. Đây anh ơi, cá bầy qua đây anh ơi. Hả? Dính nữa nè. Còn nữa anh em. Ăn luôn cái lử nữa. Mình mua không bán trời. Mình mua
Anh ở sao đó? Mất tiền mua đâu là quan trọng đéo gì anh ở. Anh ở sao đó? Xin lên mượn với chắn là đi về rồi mua rồi mua đâu được? Mất tiền mua đâu được? Biết đang làm như vậy rồi. Xin lên mượn với chắn là hiểu không? Đang mua là đéo nói chuyện đấy. Con lên cá liên tục. Quá đã anh em ơi. Tét cái tay xuống chưa đầy bà. Cá nâu á. Em cũng giật chín con nè. Mới giật chín. Thằng gì nè, thấy không? Chìm đấy là lụm à. Xuống tới đấy là được là có cá cháp à. Còn không xuống đấy được là thua thôi chứ. Chỉ đi vô đó là về được không sao. Vô về luôn.
Cá đại ca mà thì phải trượt qua mà có quyền đấy. Xuống tới đấy là lầm mà. Cứ bắt được con cái thả 4-5 con hào xuống cho nó ăn. Nó thả xuống được tới đấy. Thả xuống được tới đấy mới lụm được mấy con cá này. Con nó đừng ký rồi. Dữ thằng rồi. Nó xảy ra cái hơi giống cá hường rồi đó. Ghê vậy, chạy ghê vậy. Trời trời trời. Trời, cá đáp nhỏ luôn mà Vân. Không câu gì thôi. Trời ơi, nó dính có miếng à. À, dính được trên. Kỳ rữ. Vô rồi, vô rồi, nó to đúng không? Vâng anh. Con này cỡ ký tư ký rữ á. Cân hơn cân rồi đó. Cắt cái anh. Nó ra được đó. Thế là cắt ngay cái da nó á. Nâu rồi không có ai câu. Tay. Cỡ ký rữ á. Đó nó đủ lúa rồi đó. Rồi cá nó hết ăn rồi anh em. Mới chạy về tới bến nè. Để khoe thành quả cho anh em coi ngày hôm nay nhiều anh em ơi. Hôm nay chắc anh em chắc được cỡ 16 17 kg á. Đây, của nút nè. Nên nút thì xảy hơi nhiều nhưng mà được cá lớn không anh em? 1 2 3 4 Được con Hugo nè anh em. Con này chắc cỡ ký tư ký rử vậy á. 5 6 7. Cá nâu này là câu cá cháp mà cá nâu nó ăn luôn nè anh em. Câu lưỡi chino số 7 mà cá nâu cỡ này nó ăn luôn nè. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 con luôn, chết gì trời. Nhưng mà hôm nay là sảy hơi nhiều anh em, nút sảy hơi nhiều. Còn mình sảy cá nhỏ thôi. Mình cá lớn thì không sảy. Đây mình nè. Mình quá trời anh em, được hai cái chẽm lúc kia thấy nó quờn nè. Điểm hết luôn nha anh em. 1 đầy thùng anh em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 18 19 20 21 22 23 24 con tất cả anh em. 24 đây 15 con hả? Trời ơi,
24 với 15 39 con anh em. Chắc tầm cỡ 17 kg á, tầm cỡ 15 tới 17 kg anh em. Nay giật mỏi tay luôn em ơi. Quá trời quá đất. Nói chung là mình con mồi hào này cũng hiệu rất là hiệu quả rồi anh em. Cá nâu con mồi hào luôn nha anh em, cũng có cháp mồi hào nó dính luôn á. Đó. Này quá phơi luôn nè. Đã quá. Anh em coi video thấy hay hấp dẫn cho mình xin một like lượt đăng ký ủng hộ mình nha anh em. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn anh em video tiếp theo. Quá đã rồi.